Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cho nhiều người vừa bức xúc vừa thương cảm cho cặp đôi nam nữ. Vì gia đình ngăn cấm không cho ở bên nhau, cô gái quyết định mang bầu để được cưới. Chỉ là kết quả không ngờ lại đau đớn hơn cô tưởng. Xin mời các bạn hãy theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Cô gái có người yêu nhưng bị hai bên gia đình ngăn cấm, đặc biệt là gia đình nhà gái. Bố mẹ không muốn cho họ đến bên nhau, thế nên cô vô cùng buồn khổ. Cuối cùng, cả hai quyết định làm cách có bầu trước để được cưới. Chỉ là không ngờ, dù đã có bầu thì bố mẹ vẫn không đồng ý, thậm chí còn yêu cầu con gái phá thai, nếu không sẽ từ mặt. Quá lo lắng bị bố mẹ từ mặt, cô gái quyết định lên thành phố phá thai. Nhưng số phận trớ trêu, cô bị lừa vào các cơ sở khám chữa vô lương tâm, bắt cô làm đủ các thủ thuật để mất số tiền quá lớn, 40 triệu đồng. Vì không biết phải lo lót thế nào, cô đành gọi cho người yêu. Anh chàng sau khi gặp người yêu trong hoàn cảnh éo le đó thì quá đau đớn, buồn khổ, thưa bạn gái và đưa cô đi cấp cứu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở về sau. Thương bạn gái, thương đứa con chưa thành hình, chàng trai nằm gục bên cạnh giường bệnh. Bức ảnh ngay lập tức được chia sẻ trên mạng xã hội nhờ một người rất đồng cảm với câu chuyện tình yêu này. Chàng trai quyết định ở bên cạnh cô gái và sẽ cố gắng để chứng minh với bố mẹ rằng chỉ có bên nhau họ mới có hạnh phúc thực sự. Em vẫn sẽ bên cạnh cô ấy dù sóng gió ra sao, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để tự lo cuộc sống cho nhau, tự lo cho hai đứa một cái đám cưới mà không cần đến bố mẹ. Rồi bọn em nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ làm cha, làm mẹ. Chàng trai chia sẻ sau khi được một người khác hỏi về câu chuyện éo le. Sau khi chia sẻ câu chuyện nhận về vô vàn lượt like và bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ niềm thương cảm cũng như gửi những lời động viên tới cô gái. Mong cả hai vững vàng để vươn tới hạnh phúc. Rất nhiều điều cư dân mạng muốn dành tới cô gái và mong muốn mối tình của hai người sẽ có cái kết đẹp. Cũng không ít lời nhắn nhủ dành cho các bậc làm cha làm mẹ, không nên ép uổng con cái để con có thể tự do lựa chọn hạnh phúc cho đời mình. Thay đổi bầu không khí bằng một tin vui hơn nha. Valentine đã cận kề mà chồng nhà người ta lại khiến cho hội chị em điên đảo thế này đây. Đặng Phú Khang, ông chồng tự nhận mình chẳng phải quốc dân mà chỉ của một mình vợ Hoàng Hà Anh, lại một lần nữa chơi lớn khi tặng vợ món quà nhân ngày lễ tình yêu siêu to khổng lồ. Vốn quen mặt trên mạng xã hội với những màn trêu vợ rất nhây, rất đáng yêu cùng cả loạt quà tặng khủng vô cùng chu đáo vào các dịp lễ, Khang bỗng dưng trở thành ông chồng nhận được nhiều ngưỡng mộ của hội chị em phụ nữ. Sau những màn gây ấn tượng vì tặng bà xã ô tô và điện thoại iPhone trị giá 1,2 tỷ đồng, cho đến con lợn tiết kiệm gần 400 triệu và bây giờ là chiếc Mercedes với giá hơn 3 tỷ đồng. Không quá văn hoa hay là hoa Mỹ màu mè, Khang đi mua xe ở showroom gần đó rồi quyết định lái thẳng về nhà tặng bất ngờ cho vợ. Thậm chí khi anh mang hoa từ con xe mới cứng bước xuống tặng vợ cùng lời tuyên bố xe của vợ mà cô vẫn không tin vào mắt mình. Hà Anh liên tục hỏi chồng, xe của ai vậy? Đến khi xem giấy tờ mua bán cô mới sung sướng vỡ òa ôm chặt chồng. Cô vợ có phúc ngay khi nhận được món quà Valentine giá trị đã đăng clip chồng tự quay lên chính Facebook của cô ấy. Chỉ sau vài giờ đăng tải, chiếc clip dài 4 phút của ông chồng tâm lý đã nhận về 2.000 like, 77.000 lượt xem, hơn 400 bình luận và hơn 1.000 lượt share. Phú Khang cũng gửi lời nhắn nhủ đến cho cánh đàn ông. Phụ nữ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân mà chăm sóc chiều chuộng mình cần hơn cả bản thân. Vì thế hãy đối xử thật tốt với cô ấy. Dù có giàu hay nghèo, hãy nhớ những ngày lễ dành cho người bên cạnh mình. Quả là chồng nhà người ta chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng phải không?